Thưa quý vị và các bạn, chưa khi nào mà trong lịch sử tiêu dùng thịt lợn của Việt Nam chứng kiến giá thịt lợn đã tăng chóng mặt như trong tuần qua. Tại khu vực phía Bắc, có những địa phương gần chạm mốc là 80.000 đồng một ký lợn hơi. Còn tại các chợ dân sinh, siêu thị thì giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng cũng được bán với mức giá kỷ lục, có loại đạt gần 200.000 đồng một ký. Thực tế này đã gây khó khăn cho nhiều mắt xích trong chuỗi ngành hàng thịt lợn hiện nay. Lợn to nên một tí, ông có bán cho tôi được không? Lợn chữ chưa bán được. Lời qua, tiếng lại. Đã gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, người đàn ông này vẫn chưa thể thuyết phục được chủ trại bán lợn, dù đã chào giá lên tới 75.000 đồng một kg. Nó gà thì lợn thì nó thực ra nó cũng đi chán rồi, gạ chán rồi. Làm gì có mà nó chả phải gạ như thế. Trong dân hết thế lợn. Còn như là vãn một nàng chỉ có tầm khoảng hai ngày xưa bằng tầm đấy năm ngoái chỉ một nàng có tầm khoảng 1.000 con, bây giờ giảm đi xuống còn 200 đến chưa đến 200 con. So với những ngày cuối tháng 10, mức giá này đã tăng từ 10 đến 15.000 đồng một kg. Nông dân không còn lợn để bán. Thương lái dù nhọc nhằn cũng chẳng có lợn để mua. Đất mới là không có thì mới đất. Chứ còn như mọi năm thì năm ngoái ở cái khu ở làng này á, có nhà nào cũng ít đất cũng phải có một hàng 70-80 con, nhưng riêng năm nay thì này... cứ cái tình trạng mà lợn dịch tả lợn châu Phi nó tràn vào, năm nữa là lợn Việt Nam chắc không có lợn. Tại các chợ dân sinh, trung bình mỗi kg thịt lợn đang được bán ở mức 170 đến 180.000 đồng một kg. Sở dĩ giá thịt lợn tăng cao là do nguồn cung thiếu hụt. Trước là họ mua 2 lạng thì bây giờ họ chỉ mua khoảng hơn lạng thôi. Đấy, ví dụ mua 1 cân thì còn mua 7-8 lạng thôi. Nhưng một ngày nguồn hàng của cô là họ mổ một ngày là một buổi sáng là 4 con, nhưng bây giờ chỉ có 2 con thôi. Nguồn cung thịt lợn trong nước đang thiếu hụt do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi là lẽ tất yếu. Song lượng thịt không nhiều, vẫn có thể bù đắp được. Tuy nhiên, đại diện Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, điều đáng lo ngại trong những ngày qua đó là có dấu hiệu thương lái lợi dụng sự khan hiếm theo cục bộ để đẩy giá, thổi giá lên cao. Cái hộ giết mổ nhỏ lẻ là trước kia là người ta mua của lợn của nông hộ là chính. Thế thì giờ vừa dịch tả nó xảy ra thì nông hộ mất được tương đối nhiều. Thế nên ta không tiếp cận được cái nguồn cung cái thịt lợn. Lợn chính bây giờ là ở các cái trang trại lớn, các công ty, hộ lớn. Thế thì người ta thường bán theo xe, bán với cái bán sỉ, bán lớn. Thế mà một vài con đấy là không bán được. Thế thì người nông dân có cái tư tưởng nên người còn lại con nào là coi như là vàng, lại bán giá lại cao lên. Nhiều ý kiến khẳng định, nếu tình trạng này kéo dài và các ngành chức năng chưa thể tìm ra giải pháp ổn định giá thị trường, thì từ nay đến cuối năm, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 sắp tới, thì chắc chắn nguồn cung thịt lợn sẽ bị thiếu.